Ok các bạn ơi, trong rất là nhiều những video mình hay nói tới cái vấn đề là mua nhà phải kiếm cái căn nhà nào có đất rộng để mình có nhiều đường binh. Nhiều đường binh là sao? Ví dụ không phải mua nhà là mình có tiền để mình xây này xây nọ xây kia liền, nhưng mà cứ để đó đi rồi có nhiều đường binh. Thì nhưng mà không phải cứ vô nhà thấy là 6.000 square feet, 6.500 square feet, 7.000, 7-8.000 square feet là các bạn mê liền. Mà nó cũng có phải những cái điều chú ý là ok, cái nhà sao, cái hình thể sao, cái zoning nó sao, nó R1, R2 là cái gì. Hôm nay anh Dan sẽ nói những cái điều, những cái địa hình và những cái khu vực đất bị động đất hay là bị lũ lụt hay gì đó, thì những cái đó phải coi như thế nào. Thì ngày hôm nay anh Dan sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm về vấn đề là chọn cái mảnh đất của căn nhà như thế nào. Xin mời anh Dan. Mua nhà thì bữa giờ mình coi email cũng nhiều người nó hỏi về anh mua đất làm sao. Mua đất thì mình xây lên đi nha. Nhưng mà mình nói với các bạn á, nếu bạn chưa phải trong nghề á, hay là mấy bạn từ Việt Nam mới qua mới đầu tư Mỹ rồi đó, có người nào nó mua đất nó xây gì đó thì bạn hãy từ từ. Tại á, mua đất mà xây lên là để cho người trong nghề. Nếu bạn không biết á là phiền lắm. Tại đất đây nó có nhiều cái chỗ đất xây cái gì được xây cái gì, cho thấy rộng vậy mà chưa chắc xây được cái gì hết. Tại cái vùng đó nó không cho xây nhiều. Rồi địa lý chất thì mình phải hiểu đất của mình ra sao, rồi bắt những cái report đồ tất cả như là geologist report, geology, mấy cái technical report, mấy cái survey nó rất là tốn tiền nếu mình chưa biết cái đất nó làm được gì. Bởi vì mình từ từ để mua đất bạn, nếu mà đầu tư mà mấy bạn ở Việt Nam á, hay bạn nào hay là hàng bên Mỹ cũng vậy nữa, mà thấy người ta mua đất thì mình phải từ từ, đừng có nhanh quá dễ vô mà mua đất mình nghĩ mình xây được. Thứ hai nữa, lúc mà bạn đi mua mà nói ok nhìn đất rộng rồi, nhưng đất rộng mình làm được cái gì đất rộng đó, đất rộng là tốt nhưng mà làm được cái gì đất rộng đó, là mình phố xuống thành phố mình phải hỏi thành phố đó trong đất đó mình xây được cái gì, chứ nhiều khi đất rộng nó không cho xây gì hết, cũng như không để cắt cỏ chết được luôn. Rồi một lát mình sẽ dẫn đi gặp anh này, anh có đất cũng rất rộng luôn mà thật ra ổng xây được cái gì ở trên trển. Ông sẽ nói với mình, còn những chuyện gì ông đang đụng thành phố, ông là cũng trong con nghề luôn nha, chứ không phải là con nghề đâu, ông là ông gọi ông anh của mình đó, là lớn hơn là ông cũng là thầu xây dựng luôn, mà thành phố nó bắt những chuyện mà nó cũng rất là tốn kém về tiền bạc, nhưng mà tại vì ảnh trong nghề anh không có sợ, nhưng mà người khác vô là mình cảm thấy đó là có thể là mình không muốn xây gì cho đó luôn. Bởi vậy lúc bạn đi mua nhà cũng như mua nhà mua cửa đó, là bạn phải lại coi cái đất đó, cái nhà nằm chỗ nào, đằng sau có rộng không, rồi nó cho setback á, cái setback cho quan trọng lắm, là nó cho mình xây bao nhiêu xa từ cái tường đằng sau, tường hai hông. Nếu mà cái chỗ thành phố đó là 20 feet setback hay là 30 feet hay gì 25 gì đó, nó dài quá, đất mình rộng nhưng mình không xây ra được, mình chỉ để đó thôi, thì mình tưởng trước mặt á, vô bạn thấy là lợi nhưng mà chưa chắc là lợi, tại vì đâu xây được đâu, để chơi thôi à, trồng rau trồng cỏ thôi, đâu mua đâu xây được gì đâu. Nhưng mà nhiều khi nó lợi nữa là cái miếng đất nó vậy đó, rồi nó cho mình chia ra làm hai miếng, có nghĩa là mình xây được hai căn nhà khác nhau, xin địa chỉ khác, hai căn khác nhau luôn, chứ không phải xin địa chỉ là địa chỉ khác nhau, nhau. Đó, mà không phải là ADU ADU là mỗi căn được ADU riêng nữa. Ồ. Cũng như hai căn khác nhau rất là lợi. Nhưng mà cái đất phải bự bao nhiêu mới được làm nha? Tùy thành phố. Có nhiều thành phố nó có 6.000 thôi, nó chia ra 3.000 là đủ rồi. Có nhiều thành phố nó phải trên 10.000 hết. Có nhiều thành phố, bởi vì mình phải hiểu, bởi mỗi môn đưa môn đất mà bạn nói mà về đầu tư á, nhà ở mình mà mỗi tư để mình để xây ADU hay gì bán mua đó, thì bạn phải hỏi, mà mình hỏi realtor, nhưng mà realtor mình nhiều khi mình muốn biết được cái gì đó mình phải hỏi một người trong nghề, hay là ngồi thẳng thành phố luôn, xuống thành phố, xuống quận hạt bạn mà hỏi thì nó chắc chắn hơn. Tại vì realtor là người ta chỉ bán nhà cửa giấy tờ dỗ mấy cái thằng kia thôi, nhưng mà về đất chia sẻ đồ gì người ta không biết rành. Có nhiều realtor biết nhưng mà nhiều đa số này là realtor không biết, bởi vì bạn phải xuống thành phố mà hỏi cái nhà, cái miếng đất nó cho mình cho mình làm gì miếng đất, trong miếng đất đó, miếng đất đó người ta đã cũng như là người ta biết, chừng đa số là mấy bạn mình thấy dùng mình mấy bạn Việt Nam này, là mình nói thẳng với mấy bạn Việt Nam, mấy bạn Việt Nam mới qua một lần kinh doanh gì ở bên Việt Nam đó, cũng có chút vốn giá tiền mua lên mấy khu lớn, khu dần núi nè, đất rất rộng,
một acre, 2 acre. Nhưng mà ở khu đó đó, đất đó nó chưa có gọi là gì? Nó có cái nhà trở rồi, nhưng mà đất nó chưa có khám phá. Khám phá là sao? Vì muốn xây đó nó bắt mình đi tìm người địa chất. Rồi kỹ sư tính ra những cái report đó lên có 40-50 ngàn. Rồi tính ra cuối cùng nó không cho xây. Cuối cùng bỏ ra 40-50 ngàn, chưa biết xây được hay không. Giờ 40-50 ngàn bỏ ra, cuối cùng report lại nè. Nhà này chỉ để trồng ruộng chăn heo thôi. Nó không cho xây tại đất này, đất chài, đất gì đó, nó xây nó bị hơi nguy hiểm, nó không cho xây gì hết. Rồi vậy có nghĩa là nguyên mất đất 1 acre mấy chỉ có xây được một chỗ à, chỗ mà có nó xây sẵn rồi. Thì giống bên Việt Nam nó kêu là chuyển mục đích sử dụng đất á, là chuyển đất ruộng qua đất ở vậy đó, cái nhẹ giống vậy á. Nhưng mà nó không phải chuyển nữa, mà xây không được luôn. Không được luôn, không cho chuyển luôn. Tại cái đất nó bị chài gì mình không biết gì đó. Thì họ vô mình, này nó khách nè, họ vô nó nhà anh đẹp giờ muốn xây nó hết được rồi. Vậy đi. À, nếu mà không cho xây gì hết trơn, em mua cái lớn làm gì giờ cắt cỏ chứ được. Câu hỏi nè anh, tức là khi mình mua một căn nhà ở trong những cái report của căn nhà đó, nó có nói là cái vùng đất đó đã được kiểm tra địa chất chưa hay không? Không. Vậy nhà thôi đâu có đất. À, em mua nhà thì nó report về cái nhà thôi à. Nhưng mà nếu mà mua nhà trong những khu dân cư, ví dụ nhà của em thì yên tâm là cái chuyện đó không thể nào. Những dân cư khác. À. Trong dân cư thì khác. Nhà dân cư nó xa xa. Dân cư nó đã có rồi, nhà xa xa, nhà gần núi hay nhà mấy kia đó xây dựng nó cũng mắc tiền hơn. Cái gì cũng mắc tiền hơn, mình không có tính theo cái dưới dân cư chung cư được. Dân cư thì nó có quy hoạch rồi. Ok, tức là trên mấy cái khu mà xa xa dân cư đã quy hoạch rồi, mình xuống thành phố rất là dễ. Dân cư như chỗ mà thắng đi cái đất rồi mình biết cái đất nó sử dụng gì, sử dụng gì nó có quy hoạch hết trơn rồi. Còn mấy ngoài mà xa dân cư một xíu, cũng như trên khu mình ở trên gần núi xíu á, đất rất rộng, 1 acre, 2 acre, người Việt Nam hồ vô mua được. Nhưng mà người ta nó có nhà rồi, nghĩa là có xây được. Người ta có thể xây nữa, nhưng mà khi lên á, miếng đất đó nó chỉ chỗ xây được là chỉ có chút xíu rồi. Còn mấy chỗ kia nó không cho xây. Bởi vậy mình nếu mà đầu tư mình phải biết cái chuyện đó mà đừng có bỏ qua. Mà đa số là người ta không để ý với chuyện đó, người ta nghĩ là cái lực ở trên chỗ đó cũng như trang như lực ở dưới thành phố vô dân cư. Thì không phải khu dân cư, khu đó cũng là dân cư, nhưng mà dân cư nó nghe kiểu mà nó xa, nó không có dân cư giống như nó có quy hoạch rõ ràng rồi nó phát triển khu đó. Bởi vì mình nói với bạn phải cái này là nước nào cũng vậy thôi, nước Việt Nam cũng vậy thôi. Bạn mình nghĩ vậy thôi, là khu nó quy hoạch làm sao chứ mình không biết quy hoạch cái chỗ đó ra nào. Thì mình mua vô rồi mình có thể bị lỗ. Thì bạn muốn mua nhà đất rộng để xây lớn lên xây này kia mà không phải khu dân cư rõ ràng. Thì bạn phải có một cái sự mà gọi research á, bỏ như là như sao sao. Cũng như mình nghiên cứu, tìm hiểu nghiên cứu với quận hạt với thành phố. Chứ không thể nào mà mình mua mình nghĩ nó giống như kia. Okay. Vậy còn cái hình thù của miếng đất anh em, thường người ta kiếm là cái hình mình đầu hình chữ nhật đúng không? Nhưng mà nó có hình thù kỳ lạ quá, không thích không hay sao? Hình thù là thì đó là theo kiểu phong thủy rồi mình không biết, nhưng mình theo hình thù về đầu tư ấy, mình nói là cái setback là bao nhiêu nó cho xây ra tới đâu nhiêu. Có nhiều có nó gọi là một khu nó là 1 acre được một cái nhà thôi. Là 1 acre là thu được xây được một căn. Right. Mình biết mình lại hay được một căn là không xây được căn thứ hai nữa, mình không có chia được gì nữa trơn. Có nhiều cái nó là khu war 1-8 gì đó. Mới là 1 acre xây được 8 căn. Đấy. Hay là mấy cái căn bây giờ 8 căn gì thì mình có thể tính được. Còn cái hình thù á là mình tìm như đây tìm cái đất, nhìn cái đất nó có bằng phẳng không chứ đừng có cao thấp xuống vậy, là nó trên núi nó xuống vậy thì cái tiền xây dựng nó sẽ mắc hơn, phải tính vô chuyện đó. Tại phải đổ cái nền lên cho nó bằng. Xong rồi hỏi cái ống nước nó nằm đâu, đi nước nó được ra được không, dễ không, có điện không, có nhiều chỗ nó không có ống nước, có nhiều chỗ nó không có dùng ống cống, nó dùng bằng cái septic tank là cái chỗ mà cái cũng như Việt Nam mình ấy. Nó để Việt Nam thì nó làm cái như là cái quỹ mà tiêu cái phân bón rồi, còn Việt Nam bên Mỹ thì để trong cái thang bự vậy nè, tới năm nào cái nó đợi nó hút ra. Thì đó mình phải coi cho kỹ, tại mấy cái tiền nó mình vô làm mà mình xây dựng nó rất là tốn kém. Mà không thôi là cứ em thấy hoài à, mà những người nào mà hiểu biết thì thấy ôi chuyện nó dễ mà phải dĩ nhiên phải coi kỹ nó. Nhưng mà để nói là ra ngoài thấy hoài à, mua lộn đất hoài, cuối cùng quát bán ngược lại mà
Tại vì người ta mua đất xong người ta gọi đây này ra kêu, ủa giờ anh giờ muốn xây lên rồi, muốn làm, những là trong đầu người ta nghĩ á, giờ đâu xây rồi đó, mua đất xây rồi, nhưng mà nó chưa đất anh em không biết làm sao xây nữa, là phải đi tìm người này research, người ta thấy ủa bỏ 50-60 ngàn ra để tìm người địa chất rồi mà chưa biết có xây được không nữa đó. Mà người thấy dính hoài à, chứ không phải là bởi vì mình muốn chia sẻ đây cho bạn, mình thấy nếu mà bạn mua đất thì từ từ lại ở dân dân cư, nhưng mà nếu mà mua thấy đất rộng ở nhà mình phải biết làm gì miếng đất đó, tại vì nếu mình dùng đất mình không có xây được gì nữa hết trơn á, nó vậy thôi à, thì mua thành là cho ở cho vui thôi, ở cho đẹp thôi, nhưng mà mình không có làm được gì hết. Câu hỏi, ví dụ như cái miếng đất đó anh mua và nó đã được kiểm tra địa chất rồi, tức là quy hoạch rồi, tức là anh được xây nhà rồi, nguyên cái đất, và ví dụ như em hơi em mua được đất rộng đi 1-2 hecta đi, em có thể chuyển loại hình nhà được không? Ví dụ cái nhà đó là single house, em đập xuống em xây apartment được không? Hay là không được? Được, nhưng mà em phải coi cái kế hoạch của thành phố. Cái đó là có chuyện sâu nữa rồi. Cái kế hoạch thành phố trong vòng 5 năm, 10 năm chuyển hướng cái đó muốn gì? Thành phố muốn, tại vì có thể thành phố nó không có muốn nhà cửa đó, bây giờ nhà thiếu quá, nó muốn quy hoạch nó thành một khu dân cư lớn, thì giờ bây giờ nhà đó 1 acre đi, nó có 1 căn nhà thôi, là tương lai trong vài 5 năm thì nó thành một khu dân cư lớn, thì mình có thể xây ra cả 20 căn hộ hay gì cao lên, thì đó là mình phải coi quy hoạch thành phố. Nhưng mà trên pháp lý là nếu em muốn xây nhiều như lịch là được, được, nhưng mà không được nghĩa là cũng phải coi quy hoạch thành phố. Nếu mà thành phố chưa quy hoạch tới thì cho em xin cái máy nó cũng cho. Tại vì quy hoạch thành phố nó theo với cái đường hướng của thành phố ra làm sao, với khu dân cư nó chịu không? Và đầu cử dân cư nó chịu, nó muốn phá không? Tại giờ dân cư giờ muốn bạn muốn xây 1 căn nó dễ, 2 căn dễ thôi. Nhưng bạn cây xây 5-6 căn á thì bạn phải được để cái thường để, bạn thấy công trình để cái bảng á, nó để cỡ nó thấy không làm gì đó, để hoài đó là bắt buộc theo luật không có gì đó, nó phải để ra để cho người, có người nào mà phản đối không? Người dân cư phản đối thì hiên cái đó, mà bởi vì nó cái đó là đi sâu rồi, một video đi sâu vô cái đó là mình chắc trong video mình không nói cái đó là trong nghề mới được, mà lúc đó luật sư tôi cùng ở trên đó làm thủ tục rồi câu hỏi đó hóc búa quá đâu, cái đó là đi sâu lắm, cái đó là bạn đã vô trong nghề luôn rồi, giống như là đi làm chung với Đen luôn rồi. Còn cái chuyện này mình nói với người ok, bây giờ là giờ mình đi lại thăm anh Dũng giờ rồi. Mình có hẹn với anh Dũng 12:30 thì một người trong nghề giống như anh Đen luôn, và anh Dũng vừa mới mua được một cái miếng đất khá lớn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến phỏng vấn anh Dũng về những để vấn đề xây dựng của ảnh đằng sau, để cho bạn biết, để một người bạn, nếu bạn mua dọc nhà đất ảnh rất rộng nha, các công mình cũng cỡ hơn nửa acre. Acre đổi ra mét vuông là như anh biết không rồi, anh feet vuông anh bị lộn cái đó hoài không biết làm sao đổi nữa. Việt Nam mấy cái acre với lại cái hecta trong tiếng Việt là nó khác nhau, giống nhau đó, em cũng không biết luôn á, để em bấm coi. Mấy anh Mỹ này nó không dùng, mẹ dù không dùng metric system, nó dùng cái system riêng đó là mình khó chịu. Chỉ mình nói chung nha, nói như là thế giới không ai biết á. Một acre là 43.560 square feet. 43.560 square feet. Man, 2 mét vuông. Đó là hơn 4.000 mét vuông các bạn. Ủa gì vậy? Square meter. Đúng rồi, hơn 4.000 mét vuông. Hơn 4.000 mét vuông đúng không? 4.000 mét vuông bên Việt Nam mình là miếng đất ngang 40 mét, dài 100 mét đó. Thì là 1 acre, mà anh này mua được miếng đất nửa acre thì là 20-50 đó. Anh này có miếng đất 20-50 cũng khá là lớn á, không giỡn đâu. Nhưng mà bác nói tại vì cái này á, cũng cảm ơn anh Dũng. Lát mình anh nói là anh nói em muốn phỏng vấn anh á phải kinh chai rượu tới đi mua chai rượu liền. Nhưng mà biết tại sao mình nói không, tại bác cái bạn bè không, những người ở đây mà không biết sao, nhưng mà mấy người mà ta làm ăn lên cái thành công trong cái xứ Mỹ này, người ta không muốn ai biết tới hết rồi á. Thì để mình được anh Dũng muốn chia sẻ để giúp bạn là mình phải nói anh Dũng chịu chứ không phải dễ đâu.
Bởi vậy mình nói đó, đây là một cái cơ hội rất là tốt cho cộng đồng người Việt mình. Bởi vậy những người thành công đó, họ ít có muốn chia sẻ. Chia sẻ lắm. Ai trúng số mình đấy, tôi trúng số mình. Khó lắm. Mấy người ất ất ơ cùi bắp như mình nó lên nó hoài là. Rồi có anh Dan với lại một số anh thì anh vậy chị. Mình nói em nói anh Dũng, cảm ơn anh Dũng. Bây giờ thôi mình, anh nói được tới ảnh là phải kinh chai EXO, chưa chai Blue Playboy nha. Chắc do xây dựng ai cũng đau gan á. Ok, bây giờ mời các bạn cùng đi nha. Hai, giờ mình tới nhà anh Dũng. Nhưng mà mình bắt bạn biết, nếu bạn lợi những nhà mà làm việc xây dựng, trước tiên là phải có một cái rượu đó. Thì hôm nay anh Dũng sẽ chỉ nói về cái nhà đất anh rất là rộng, là những cái gì mà anh đang phải nhức đầu với thành phố để xây. Vì vậy nếu bạn mua đất rộng rừng núi đâu thì là chuyện tốt để biết trải nghiệm thôi. Rồi vô. Ở nhà anh Dũng thì nhà đang trong giai đoạn phát triển, đang xây xin giấy đồ nhà có đã không? Ủa, rộng quá. Đổ luôn. Để mốt làm ra ngoài làm như là cắm trại. Ồ dạ dạ. Cắt cây xuống. Đất rất là rộng. Quá rộng. Lát ra mọi xin mà nhờ anh Dũng dẫn mình đi nguyên coi nhà luôn. Đất ra đằng sau. Còn đằng sau nữa nha các bạn, ở đây chỉ là mặt trước thôi đó. Cái này mình đậu chắc khoảng 6 chiếc mô hôm vừa luôn các bạn. Đó là dự tính. Ồ, nhà đây có hai cửa chính. Ồ, chú cuốn đang nằm dưới sân. Chú ơi. Ồ, đẹp quá. Hai phòng khách luôn các bạn ơi. Khách trên phía dưới. Đây là anh Dũng, một người đàn ông gương mẫu của San Jose. Đây là cái chỗ mà ăn nhậu, tiền ăn nhậu. Mỗi cái này đó. Donation. Nghĩa là sao anh, nghĩa là sao? Mỗi lần ăn nhậu á, thằng nào á mà có lòng cứ bỏ ông trọng, gom gom nhiều cái I map double. Xem cho Việt Nam giúp cái người nghèo. Ok. Đó, đẹp bữa nó sạc hết hình con là first á. Bữa này đắt không? Bữa này là không? Để lên nhảy cho anh vậy đó. Ok. Hot đi. Dạ anh nhậu, anh Dũng đang rửa chén hay làm không? Rửa chén men, có mà đừng quay cái chén. Làm vậy mấy ông Việt Nam không ai muốn ở Mỹ nữa. Quay bốt với ổng, gặp với ổng ghé hết dân rồi. Đau cổ luôn. Rồi, đó, thay nhà xuống Dũng rồi, phần sau có hồ bơi đàng hoàng. Ok. Quá đẹp luôn. Nói chấp nhận anh Dũng dắt đi tham quan nha. Anh Dũng dắt tham quan nhà anh Dũng. Quen đi, không có tiền đâu lấy. Không có tiền đó, nó muốn lấy. Tụi cái đồng hồ trên tường đẹp quá đó. Nhà này hồi xưa anh Dũng có ngại chia sẻ mua nhiêu không? Hay là già quá không dám nói? Ôi, mua nhiêu đó làm gì? Có nhiều mua nhiều chứ mất mớ gì đó làm gì chứ đó. Để cho tao biết rồi chứ, nhưng mà thôi mới không cho nói. Chụp TV touch screen rồi. Dạ, hai anh em ra ngoài ngồi trước đi, chú xếp ra. Ok, vậy tụi em đi vòng vòng nha. Ngồi ông hồ bơi, dạ. Mát đi. Ok, vậy mình đi vòng vòng đi anh Dan. Ok. Đi ra sao vòng vòng đi. Rồi anh rửa chén xong ra. Rồi, đi ra coi nhà đi. Ở trong nhà của anh Dũng nãy giờ mình thấy là dùng những cái cabinet của tụi châu Âu không luôn à. Tụi vui rồi phải không? Đẹp quá trời. Rồi. Nhà là trước. Mày ra đi coi được đằng sau luôn đi. Rộng lắm. Thì nãy mà nói rồi đó. Giờ mà mua nhà rộng đi. Mà biết làm cái gì. Không, phải có hoạch trước. Thì mình, nhưng mà giờ cái nhà này lát anh Dũng chia sẻ nhà của anh Dũng, giờ mình chỉ đi tham quan cái nhà có gì đi thôi. Đất là từ đây ha. Chỗ này đậu xe mênh mông không quen hết kìa. Tất cả xa đậu kìa. Ok, mình sẽ đứng lùi lại bằng cái tường này để các bạn thấy nó xa như thế nào. Rộng nè. Nhưng mà bạn biết không, ở San Jose á, muốn tìm được cái nhà vậy rất là khó. Chứ không phải dễ đâu. Tắc sệt nhiều lắm mà. Tắc chỗ này chắc nhiều lắm á. Ở bên tổ bang khác á thì chắc dễ, nhưng mà ở chỗ này á mà nhà rộng vậy mà đất trên có đi xuống đi xa xôi luôn. Quá rộng quá đó. Ồ, hàng sớm à. Quá trời. Nhà bên tay trái của mấy anh Mỹ này cũng đất tới đây là hết rồi. Ra luôn á. Ồ, ra luôn rồi nè. Ồ. Bên đây cũng vậy. Ôi, chân mình nóng hổi.
gì dơ sơn hay gì á. Cái đó như là sửa hay gì á. Cửa kìa. Em mang cái dép huyền thoại cho em đi, tao nói. Nói, anh Thắng, một năm à. Một năm lê hết mấy đôi dép. Thấy không? Là đất cho tới đây luôn á, đang sao luôn nè. Trời ơi, quá rộng luôn. Vậy xây cái gì cho hết trời. Nhưng mà cái đất này nó trội sụp anh. Phải không? Giống như anh nói hồi nãy á. Ừ, anh nói là nó không thẳng. Giờ nó xuống đây rồi. Mà mình đúc mình đi coi nhà đất á. Giờ mình khỏi coi chỗ này nè. Ống cống nó nằm chỗ nào. Ê, hiểu không? Nếu mà ống cống là chuyện rất là khó. Giờ mình dưới đây đi. Ống cống dưới đây rồi, cái ống cống nếu mà đằng trước á là cái độ mà nó chiếu xuống vậy nè. Thì làm ống cống là rất là mắc tiền, không phải làm được. Nhưng mà có thể mình làm như bởi vì quất cái này có thể là đẹp thôi. Nhưng mà chưa chắc làm gì được gì. Cái đó là cũng một cái, nhưng mà tại anh Dũng thích enjoy, cái thêm mốt sau này anh đổi chỗ này thành vườn nho ha, vườn gì đó. Nhưng mà đất tới đây thì làm ống cống rất là khó để thoát nước. Cái chỗ này như hồi xưa nuôi gà nuôi vịt vậy phải không anh? Ồ, ổng nào ổng chắc cái chuồng này ổng mới xây lên, ổng nuôi gà chứ vui. Rộng mà, nó cho bên kia luôn kìa. À, quá trời đất luôn trời. Cái chỗ này thôi là một cái khoảnh đất mình đang đứng này thôi là đủ xây một căn nhà nữa rồi. Mà em nghĩ ở đây luôn á. Ở đây là khoảng 3.000 mét đâu. Nhiều hơn 4.000 hả? Nhiều hơn à, đứng này là cũng cỡ nguyên cái này cũng cỡ chừng 10.000 à. Cỡ 10.000, 8.000, 8.000 mét rồi. Đây à. Cỡ 8.000 mét. Còn mảnh đất sau đây là 8.000 mét rồi. Tùy theo mà lúc mà anh mua, anh nói mà mình theo mình biết á là bên đây là cái đất kế bên đây là có dự án xây 3-4 căn nhà đây. Đó, bởi vì hồi nãy em hỏi anh Dan đó là thí dụ là mua nhà này em sập xuống em xây apartment được không đó? Được, thì cái này phải nhìn có cái đường hướng thành phố làm sao. Thì mình thấy chỗ này nó xây được rồi có thể trong thời, nhưng mà ta thay đổi lực cho mình làm được thì cái đó là cái potential thôi. Để sau này nữa, để mình lợi. Còn bây giờ mình vô mình coi anh làm được gì đây. Nãy mình trước khi vô mình có nói chuyện với anh Dũng thì anh Dũng có nói anh đang có một số vấn đề nhức đầu. Thì bây giờ để anh Dũng chia sẻ. Chỗ này là không thấy camera cả ảnh không? Trời ơi, luôn xe chạy từ ngoài ra đây ổ camera hả? Ra này anh, tại vì cũng nhà chỗ đang hơi bê bối xíu, tại vì anh cũng mới mua đây thôi, gần đây thôi, em đang dọn dẹp để em sửa chữa lại. Em có nhà này em không đâu rảnh đâu chạy vô camera đậu đây thì có đổi sân cho mẹ rồi. Nhưng mà bởi vì cái ra này có thể làm lại, convert lại. Làm cái ADU cho mướn gì đó. Nó không được mà, nhưng mà có sẵn hết trơn rồi. Một cây đi dưu, hai cây đi dưu, trước ba cây đi dưu, ba bốn cây đi dưu. Ủa anh, nếu mà đất rộng như vậy đó là, nhưng mà thành phố nó cũng chỉ quy định là mỗi nhà một ADU thôi phải không? Nó cho được hai cái, một cái là ADU thường, một cái là cái chưa nhiều ADU. Bởi vì không có đất rộng rộng nhưng mà đâu xây hết được. Đâu xây hết được đâu. Nhưng không. Nhưng mà có thể nó làm, mình có thể nghĩ cách làm ra kiếm tiền nữa, có nhiều cách khác. Thì lát nữa đó anh Dũng chia sẻ cho anh nghĩ cách của anh là gì. Anh đang tính, tại vì thật sự mà nói hồi nãy mình có nói anh đây. Cái ADU á mình xây 3 phòng á là mình cạnh tranh với nhà single house rồi, cho nên nếu em có cơ hội em vẫn xây 3 phòng nhưng mà trong đó là 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm với cái bếp em sẽ cho riêng, còn cái master bedroom với phòng tắm em sẽ chơi thêm một cái bếp. Đúng đúng, hai cái bếp luôn đúng. Nhưng mà mình dù sao cũng vậy, nhưng mà mình có thể cho mướn rẻ hơn, người ta vẫn thích hơn. Nhưng mà vấn đề mà ở nhiều chỗ á là cái những cái nhà mà cho mướn á, mình nói những thành phố lớn thôi nha, phố mà nhà mướn á thì parking nó quan trọng lắm. Đúng không? Tại mà gia đình nó về tao có chỗ đậu, nhưng mà chỗ này đậu là một chỗ lợi thế hơn, người ta là đậu thoải mái luôn. Đậu xe trước là thoải mái luôn, không có lo chạy chỗ này cũng đậu được nữa. Thôi thật luôn. Không có gì hết. Ok. Thì coi lên đây, cái chỗ này là cái nhà mà khu house. Mấy cái khu trên núi này thường thường á, mấy chị phụ nữ làm biến đi xuống đi chợ giống vậy đó. Đi ra cái nó thần quá rồi, tao lái xe đi chợ mà. Đâu xa đâu, gần mà. Không. Nhà ăn nhậu dữ luôn. Lát cho em xuống đây mà, xuống đầm bơi luôn á. Anh Dan có thể chia sẻ xíu không Dan, lúc em có người thích hồ bơi, xin lỗi. Có người thích hồ bơi, có người không. Tại vì người ta nói là cái việc chăm sóc hồ bơi rất là mệt, thay nước rồi những gì city nó phạt thì bơm la. Có thể chia sẻ xíu sẵn đây em chia sẻ luôn nha. Hồ bơi thì tiện thôi. Tại mỗi tháng thì mình làm cho giữ nước cho sạch sẽ, cho làm kia đựng rong rêu. Okay. Hồ bơi mà không take care gì bỏ đó thì nó có thể bị có dơ rồi nó càng ngày nó càng đi xuống. Em nghe nói là CD nó bay trực thăng nó nhìn xuống nó phạt mình luôn. Có nhà không phải nhà nhưng mà đó là làm nhà mà cũng như nhà đang xây sửa chữa, xong hồ bơi bỏ không ai không có take care gì hết trơn á. Xong cái đống rong nữa tung hết trơn á. Xong rồi nó có mũi. Xong rồi thành phố nó bàn sao nó kỹ xuống nó vô nó phạt, nhưng mà nó ginh lại cá rồi để không nó warning cái người chủ nhà đó phải take care.
Tại ông Thôi nó làm mũi. Dạ. À, tại bỏ. Bộ bơi được mà có bơi vui mà. Bơi này cũng không sâu lắm, nghĩ không qua đâu. Sâu chứ cũng tới kia cũng 8 feet chứ nhá. Khúc này thôi, khúc này thì ngắn hơn nhưng mà khúc kia thì nó qua đầu hết. Đã ha, một bạn nghĩ rồi. Nhà như vậy có gì ra nhậu. Thì đó còn bãi chiến trường vẫn còn đó. Ồ nhậu đây nè. Ồ. Chai bia mà ngồi đó vô dẹp đi. Ba, gọi bốn cái tủ lạnh luôn các bạn. Và biết một cái tủ lạnh bự, một cái tủ đựng Coca-Cola, thêm tủ lạnh lạnh này để đựng. Ê, mình nhớ mình nói sao cái một trong những middle class rồi chứ, nhà có mấy tủ lạnh đó. Như bữa mình nói. Nhà này 4 5 cái luôn. Rồi em lấy cái giò, em xin cái giò một cái. Giò nằm trong đó. Ở dưới bên kia kìa. Okay. Anh coi nó mở lên chưa anh? Anh coi nó mở lên chưa? Trời ơi, nằm đâu xa dữ rồi trời. Rồi đây nè, đây nè. Ở đi anh. Rồi. Không thấy gì đâu. Rồi. Phỏng chừng luôn nậu ơi. Rồi tắt đi anh, cảm ơn. Phỏng chừng luôn các bạn. Nước nó nóng quá mùa này. Ai chơi kỳ quá, ăn da ua bỏ một lưng. Five minutes. How am I check you? Okay. What you say exactly? Okay. No, no bullshit. Không có lỡ lại. Không có lỡ lại. Rồi bây giờ là on video vậy nha. Rồi. Rồi. Bây giờ có chủ nhà anh Dũng dẫn mình coi là những hồi xưa anh ý định gì mua những cái căn nhà này xong rồi phát triển làm sao trong cái đất. Tại vì như nãy mình nói là tất cả gì bạn mua một đất lớn á, bạn có ý định trong đầu. Ừ. Mà trong cái địa đất càng lớn mà những vùng mà nó xa dân cư chút xíu á, nó cũng phải có những cái khó khăn của nó. Ừ. Thì nên anh Dũng chia sẻ những khó khăn gì đây. Ừ. Hay là cái đất này ngày xưa nó là một cái giống như cái farm vậy đó. Nó ngày xưa nó không phải nhà cửa nhiều giống vậy. Ừ. Thì người ta phân lô từ từ ra, người ta xây nhà. Ừ. Còn cái này, cái đất này với lại cái nhà kế bên với lại như cái khu trên đó đó là nó còn original. Ừ. Cho nên đó, khi mà muốn develop ở đây á, bất cứ làm nhà mới hay gì là giống như nó bắt mình sạc lại, giống như investigate cái đất. Tại cái đất này, cái zone này nó nằm trong cái fault line, nghĩa là cái vùng nó bị có cái đường nứt á, động đất á. Ừ. Là nó happen từ đây tới hai quật á, đại khái vậy. Ừ. Nhưng mà cái tụ địa chất á, nó không biết chính xác chỗ nào. Ừ. Không? Nó chứ define đại, nó vẽ đại mấy cái đường vậy rồi. Người nào mua nhà ở đây bây giờ muốn xây nhà là không phải, nó bắt mình study. Nghĩa là phải tìm hiểu cái đất này kia rồi nó dùng cái information nó upload từ 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 cái khu này để cho nó biết chắc là khá vậy. Nhưng mà thì cũng hên xui thôi, nói chung là mình mà mua đất mà đất rộng vậy, nói chung nhưng vậy mà chỉ có cái vùng này thôi, đặc biệt cái vùng này thôi, cái vùng mà động đất vậy đó. Nói chung mà cái tiền mà gọi anh Dũng hên xui á, cái tường mà có nghĩa là anh xây xong rồi đúng không, là mình investigate cái đất của mình. Ừ. Nhưng mà nếu mà nó ra không được là mình không được xây luôn đúng không? Đúng rồi. Để cho đó là coi. Nhưng mà cái tiền nó bỏ giờ anh Dũng, giờ anh làm mấy cái công cái đó là bao nhiêu tiền? Nghĩ đó. Thì bây giờ vòng vòng mấy thằng engineer nó cũng around là 40,000. Thì bạn thấy không? 40,000 đó là mất luôn. 40,000 là mất luôn. Chưa chắc xây được cái gì hết. Ví dụ như nó nói ok, đường nứt gần đây là khỏi xây luôn. Lên cái chỗ mà anh Dũng muốn xây là chỗ nào? Dạ. Chỉ cho vài bạn thấy. Không, hồi xưa mình muốn xây đây nè, hiện tại giờ đang muốn xây đó, trên top cái gara đó. Gara mà đang có sẵn rồi đó. Thì mình nghĩ cái đó, cái structure nó có sẵn rồi. Ok. Nhưng mà cuối cùng nó cũng bắt, bây giờ nó bắt phải đào từ trên dưới luôn á, nguyên cái đường lai xuống để mà nó coi cái đất có bị nứt nẻ gì không. Ồ. Oh. Cái đằng trước mình cũng muốn làm nhưng mà trước thì nói chung là dễ đúng không? Không dễ, tại vì nhà cửa là tay vòng vòng nó cho. Tại vì cái tụi city nó sẵn dịp nó muốn mình study cho nó. That's a problem. Mình gặp xui thôi chứ không phải. Cái đó là một cái chuyện. Nếu mà mình study xong á, mốt cái thằng kế bên mà muốn xây cái đâu có cần đâu. À. Nó không có cần study, tại vì
hên xui rồi. Nhưng mà mình gặp xui mình bị. Phải nói với thì anh Dũng cũng là một thầu xây dựng ở San Jose đây. À. À, anh em làm lâu rồi với nhau. Bởi vậy á, nhức đầu như anh vẫn còn cười được. Còn mấy bạn mà chưa biết vô á là méo mặt luôn. Em nghĩ là mất ăn mất ngủ luôn á. Mất ăn mất ngủ luôn. Không, mất ngủ luôn. Bởi vậy thôi. Vậy như vậy cũng hên xui mà rủi anh không biết, bây giờ không biết có nên bỏ 40.000 ra hay không nữa không cái đó rồi. Là chuyện nhưng mà vấn đề không phải là hơi cái chuyện hên xui rủi, mình phải trước khi mua nhà mình phải lên thành phố mình hỏi mấy chuyện đó rồi đấy. Anh Dũng như biết chuyện đó rồi, anh nói ông nhức đầu bỏ tiền ra 40.000 thôi chứ thật sự lúc đầu anh đã tính cái 40 đó vô anh, rồi anh đã tính cái những chuyện đó những chuyện khác rồi. Okay. Mình không có nổi nào. Nhưng mà nếu mà không có biết không trong nghề á mà thì hồi đó mua được giá tại trong nghề mà biết thấy mới rất ngon rồi và biết phát triển được. Còn những người bạn không biết thì bạn ở Việt Nam mà đầu tư qua bên Mỹ đi thấy rất đã quá và tưởng được vô cái là cắn ướt á. Rồi là trước là anh muốn làm được chuyện như đây đó, chuyện xây cái thẳng ra luôn anh có vẽ chứ đây rồi đúng không, thẳng ra luôn anh vẽ đây đúng không, đúng rồi đó, thẳng đó. À cái đường vàng vàng á ha anh. Dạ. Đường vàng vàng là thay cái tay luôn đúng không? Ừ. Wow. Đó. Mà bây giờ đang công trình đang bị đứng đoạn là tại vì chung mà nó chỉ cái everything nó cũng go ok, chỉ có cái đất thì mình phải kiếm là rẻ rẻ đỡ xíu thôi chứ còn mình biết cái chuyện đó phải happen rồi. Phải chịu thôi, đâu có gì đâu. Thấy không? Ừ. Ok. Đó anh Dũng là đông nghèo sợ. Nhưng mà cũng nhưng mà vấn đề là phải cẩn thận, ví dụ mua đất đó, mua đồ đó là muốn develop một cái chỗ khu mới đó, là phải tìm hiểu cái địa chất này kia nhiều lắm mới được. Yeah. Còn không, ví dụ địa chất nó có problem ở dưới là nó không cho xây là cứ nằm nó luôn. Dạ. Yeah. Cho nên là cái vấn đề là chỗ đó thôi. Yeah. Còn vòng vòng đây nó nhà cửa nó có sẵn rồi thì tại vì vấn đề cũng muốn nữa là mỗi cái đất nó có khác nhau. Tại như anh Dũng này, cái bên kế bên Dũng nè. Ừ, cái này nó cho xây 4-5 căn anh Dũng? 4 căn á. 4 căn. Thì nếu mà mình không nghĩ đồ nó cho xây 4 căn ở đây thì bên đây đất của mình kế bên cũng phải xây cả đó đúng không? Hả? Nhưng mà bị anh nhiều khi bên bên nó không bị mà bên đây mình bị. Nói chung nó bắt được là study more cho nó. À. Để nó collect information cho later on. Cho những cái khu vòng đây đại khái vậy. Ví dụ gì chỗ này một cái, xa chỗ đó một cái, nó muốn lấy cái information đó vậy thôi. Mà người nào mà đang sẵn develop là nó bắt người đó phải bỏ tiền ra làm vậy thôi. Thì sao? 40 ngàn á. 40 ngàn mà thôi, chưa chắc được á. Đó nó tiền gọi gì là tiền ngu á. 40 ngàn đó, ví dụ giờ nó đào lên, nó thấy cái đất ở dưới bị nứt, cái nói chỗ này không xây mà xây xích qua anh kia cái giờ mà không có phải chỗ đó không xây được, đúng như không. Đúng như không. Ông để đất nuôi gà đá rồi chơi. Nuôi gà đá rồi chơi thôi. Ủa anh 40 ngàn là nó có giới hạn cái diện tích bao nhiêu anh? Hay là anh 40 ngàn là nó xuống nó coi hết nguyên toàn thể cái miếng đất của anh luôn? Chỗ nào được, chỗ nào không luôn? Hay là chỉ có cái garage thôi? Nó sẽ đào một cái đường, cái trend á, cái đường rãnh xuống á, sâu với lòng đất vậy đó. Ok. Thường nó xuống cỡ 10 feet vậy đó. Dạ, sâu xuống 10 feet. Cỡ 10 feet nó xuống. Rồi mình phải đào sâu để nó coi cái đất ở dưới nó có bị đường nứt này kia lại khác nữa. Tại vì có hai loại mà mấy bạn phải nghĩ là chất nó có kỹ sư đất là soil engineer. Kỹ sư đất là nó sẽ nói cho mình biết là cái đó dùng móng loại nào, xuống loại nào để mình xây nhà. Còn cái anh Dũng đụng là không phải đó nữa, chưa tới hàng đó nữa. Đó là chỉ bình thường thôi, cái thằng đó chuyên về trong địa chất thứ thiệt á, gọi là mình còn địa chất á. Geologist chứ không phải, nhưng mà mình nghĩ Việt Nam nói từ là địa chất là địa chính chất. Xác. Chứ không chắc phải là nghĩa là nó biết ở dưới lòng đất nó có thành phần gì rồi nó phân tích ra mọi thứ được. Cái có lúng, có động đất, có mấy cái đó. Còn địa chất, rồi địa chất nó mới đưa cho thằng Soil rồi, thằng Soil mới tính. Tính xong rồi thế cái thằng xuất. Nhưng mà anh Dũng thường thường anh Dũng là phải đầu tiên là thằng địa chất là chưa biết chắc đất có xài được chưa nữa. Ủa vậy là chỉ 40 ngàn nó chỉ cho thằng địa chất thôi. Địa chất thôi. Rồi qua thằng Soil là thêm nữa. Còn nữa, thêm chứ. Soil khác, Soil nó tính cho mình cái móng nhà đó nó sẽ drill cái lỗ, mấy cái lỗ vòng vòng á. Rồi nó coi được cái đất ở dưới đó có đủ cứng này kia không. Bởi vậy các bạn nó mới define cho mình cái structure cái móng nhà. Có nghĩa là anh Dũng chưa nhức đầu nữa. Đấy cái thằng kia nói giờ bạn phải nhà mày muốn xây cũng được đó. Giờ tin vui là muốn xây được phải không? Nhưng mà giờ nói giờ tao muốn một cái móng mày xuống 14 feet á.
là đổ xi măng ổng học máu nữa. Không bất quá nó bắt mình làm mấy cái pier thôi, view xuống này kia thôi, lại cái vậy cho nó lúng, nhưng mà có độ lúng hay là gì đó là cái for sure là nó, nhưng mà xây được là được thôi, nó bắt mấy cái pier thôi. Nhưng mà anh là ok, tại anh mấy cái pier anh vô là chuyện nhỏ thôi. Mình trong nghề thì mình làm được. Còn mấy người mà như không trong nghề vô đó mất hết 300-400 ngàn nữa rồi. Đúng rồi. 300 ngàn nữa. Vấn đề là tiền thôi. Có tiền là giải quyết được, nhưng mà tiền bỏ ra có đáng hay không vậy đó, chứ còn cái gì cũng nó cũng làm được hết, nhưng mà mình trong nghề thì mình xếp được mấy cái tiền đó. Giận trước kìa mà em đầu tư vô mà mấy cái đó là tao đâu thấy đâu. Là chứ tính tiền xây căn nhà lên nhưng mà tao không biết những cái thứ trước khi đó. Cho nên cái đó là cái thiệt thòi mất. Mớ. Dạ. Mà anh Dưỡng giờ thằng dưới anh tính làm gì? Thằng dưới hả? Ừ. Chuyện múc dưới á, giờ dưới làm, định làm sân đá banh cho mấy nhỏ chơi. Sân đá banh. Thôi chờ chứ cái đó tại sao? Cái đó weekend mình subdivide ra, có nghĩa là mình chia cái lô đất ra. Mình để cái đất đó mình sẽ xây nhà, nhưng mà cái khi muốn làm đó thì tụi nó city nó bắt mình phải là giống như mình phải set back cái đường, cái driveway này kia đầy đủ, dù cái đủ set back á thì ok. Nghĩa nó gọi là cái đất này gọi là flat là lá cờ, hình lá cờ vậy nè. Nó có cái cây gập giống như cái đường nhỏ nhỏ. Ở dưới có miếng đất là flat land. Flat land đó, nó chỉ có yêu cầu mình đó là nếu mà muốn chia lô cho nó cũng được, nhưng mà at least cái đường mà driveway đi vô private đó, cho cái nhà dưới đó là phải có cái setback của đằng trước này hết. Safety zone, everything này khá như vậy thì sau khi đó thì ok, bình thường đó. Okay. Nhưng mà đại khái nó cần phải cái driveway đầy đủ size, rồi bên đó phải có setback từ cái nhà trước làm sao đại khái vậy. Đó, ở chung là đơn giản nó là vậy, nhưng mà nếu mà mình phân lo được thì cái miếng đất đó mình xây một căn nhà khác với đó. Đó, cái đó là một những chuyện mà gọi là nếu phải các bạn đầu tư nên suy nghĩ lại mà có nên bước vô những chuyện nhức đầu không vậy không? Đối với tụi mình thì không có nổi nào, nhưng mà bạn chưa trong nghề hay là bạn không có trong cái đầu tư thì mình không biết có nên bắt đầu vô từ cái nhà mà khó khăn hay là nằm sườn núi không. Thì lúc mà bạn mua nhà chỗ nào cũng vậy, cái bên sườn núi thì phải để ý mấy chuyện đó. Còn nếu mà bạn rành á, hay có người nào bà con hay gì làm trong nghề thì ok. Có nhiều cơ hội, cũng như cái miếng đất này á, bảo đảm như nó anh Dũng, cái đất này trong vòng 10 năm sau, 2 năm sau nó rất là có giá. Bây giờ nó có giá rồi nhưng còn chắc hơn nữa, tại nhà sao dê càng ngày có một con gà vậy thương. Ở nhà sao dê nó càng ngày càng thiếu đất nữa. Mà làm vậy sau này mà bên đây nó cho 5 căn nữa. Chừng 5 năm, 10 năm sau mà nó đổi lực chút xíu hả, nói là giờ cần thiếu nhà quá. Cái kêu anh Dũng có cho đây. Xây double story 2-3 tầng. Nó mà cho không? Là năm mới mới mình xây apartment chứ. Ừ, xây apartment. Ông xây chừng 2 apartment nó sướng luôn rồi, đúng không? Khỏe luôn. Đó. Nhưng mà mới đầu thì không biết. Dạ. Nhưng mà ông đó còn sức làm biết nữa. Nó rất design. Nó design rồi, nó đâu cần đâu. Giờ anh đang làm nè, em thấy anh có cái chuồng gì đó, chuồng gà hả? Đó chuồng gà đó, đó hồi xưa chuồng ta nuôi ngựa đó, mình làm chuồng gà nuôi cho vậy, nhưng mà cũng đâu nhốt lên chỗ mình chi. Nhốt có thấy tội nghiệp, có thả ra cho đi vòng vòng chơi. Nhưng mà anh Dũng cái này chỗ nuôi này không có ăn đâu. Chỗ này cái gara vậy anh không cần tăng lên anh để làm cái EDU đó không được à? Được rồi. Được rồi, EDU không để không làm thẳng vậy luôn EDU luôn. Đó. Mình làm gì mình còn cái chỗ đậu xe mình làm cái chuyện khác được. Không đậu trước đây được hả? Cái này nhanh hơn, convert cái thành EDU rồi. Anh muốn thay trên cao, tại vì nó thấp, anh muốn thay cao dưới mà còn xài được chuyện khác. Vậy hả? Là còn thay lên nữa? Thay lên top. Tức là ở ngoài mình có cầu thang đi lên lầu 2 luôn. Yeah. Lợi hơn, mình đâu có xây cái đó chị. Em vậy anh cái anh convert lại xong rồi không muốn. Anh xây lên top luôn. Xây lên luôn. Để dưới muốn làm chuyện khác làm gì làm. Đầu xe để nhà kho. Có lý. Tận dụng không gian coi như là ở dưới mặt đất ở trên lầu luôn. Trên không luôn. Chỗ này thì để cho mấy đứa nhỏ chơi. Đá banh rồi. Sân banh đằng sau lưng nghe không? Thì bây giờ tạm thời mình chưa làm nhà được, mình làm sân đá banh chơi. Ồ thiệt cái chứ để sân đá banh được anh. Sân mini 5 người đó, 5 người. Ở đây giống như là giống như ở mình ở thành phố thiệt, nhưng mà giống như dưới quê vậy mà vui. Thấy nó thoải mái không? Để không gian nó rộng á. Nhưng mà cốt nhất là chỉ có 5 phút tới thành phố à chạy chút xíu ra liền. Xíu rồi. Nhưng mà mình được cái mình giống như feel like mình ở ngoài ngoại ô vậy.
Em nói em. Ok, từ nãy giờ mấy phút rồi nó chứ. Chắc cũng cần 30 phút rồi. 30 phút rồi nãy tính nữa. Luôn hồi nãy luôn á, tính luôn hồi nãy luôn á. Ok, vậy thôi hôm nay là thăm nhà anh Dũng. Mai mốt mà anh Dũng xây lại đẹp đẽ tất cả mình sẽ tới đây lại một video nữa. Rồi, cảm ơn anh Dũng và anh Đen rất là nhiều. Ok. Rồi, tạm biệt.